Bây giờ mình cùng đến với một ác võ đang ở server ảnh kiếm, một trùng lâu triệu. Ác này đang được bán với giá là 4m5 anh em nhé, 4m5. Chi tiết thì anh em có thể liên hệ dưới phần mô tả nhé. Bây giờ mình sẽ xem qua đồ này. Đầu tiên máu anh em thấy đây là nó là 1.1 triệu, võ đang máu 1.1 triệu đấy. Các chỉ số khác ở đây này, khí 166, nội công 82, 88, 80, và dùng nội thủ ok. Ác này nội thủ giá cao đấy, nhưng ác tiêu dao lại bán hơi còi. Bá vương lệnh này 6 sao, long văn này 80, cái này khá ngon đấy. Một cái bao phách thần châm 209, 210 và 197, cái này tấn công 6 giây đấy. Cái hạt liên này thì hơi kém, nhưng mà tinh thông 50 rồi. Đây là một cái áo này, phệ lân này mặc lên thì nhìn hơi xấu, hai sừng sừng. Anh em mặc cái nguyễn thể mai y thì đẹp hơn. Một cái minh tôn này, quyền công giảm tốc, cái này có kép này, mạo dòng sinh hạnh phúc, kiên bót và quyển bót, tay hai thủ, cái này là bót dòng bót này. Rồi nhìn chung thủ khá là ngon, tinh thông thì 50 hết rồi. Cái này cũng kép này, có hai kép dưới này thì đây, cái này nữa là ba kép. Ok, một cái trung lâu triệu này. Nhẫn phù thì ba cái là huyền lực, hai cái 70, 170, một cái 169 nha, khá là ok đấy. Huyền ở đây đang là 14k rồi, giảm kháng là 1k1. Đấy, anh em nhìn ở đây thì có thể thấy ngay này, là đây có một cái kép này. Đến võ hồn xem nào, võ hồn 5, điểm thể lực và thân pháp thì trên 800, sàn sàn hết. Võ hồn 5 thì ở kiếm nó bình thường thôi, như là chân nguyên này. Chân nguyên thì là tím hết rồi, nó cũng tự nhát kia. Riêng ở chỗ này đang đeo chân nguyên thể lực, nhưng mà tuy nhiên anh em có thể thay vào đây thì cái quyền ở đây nó sẽ đẩy cao hơn. Quyền ở đây nó sẽ là lên là 15k. Bây giờ mình thử thay vào cái chỗ khác xem nào. À không, như nhau cả. Điều là tím hết. Đấy, lên 15k quyền này. Ok. Tại vì 2 kép hay 3 kép. Vương đỉnh thế nào? Vương đỉnh đây tầng 7, thân tầng 5, nội thì không là ok. Thể lực mắt rồi, pet này. Ở đây có một con 3k2, một con 36, một con 2k9 và một con 3k2. Con U Minh này nhìn chất phết đấy, đời cuối này. Bí tịch thế nào? Bí tịch ở đây là 97 rồi, ok, cũng phải được. Rồi, tiếp này, ở đây có cái gì nào, 4 thuộc tính này. Đây có cái nhẫn huyền này. Anh em mà thay cái này vào đây, thay cái này vào, bỏ cái trùng lâu triệu ra thì chỗ này huyền nó sẽ đẩy lên khoảng tầm 169 điểm nữa. Đây, 169 điểm này. Đó, ở đây một cái đao trùng này, băng huyền này. Một cái đao trùng băng huyền, một cái U Minh đả nộ, chắc chắn là phải dùng búa là phải đả nộ rồi. Đây rất nhiều ngọc nội lực này, bỏ thân pháp ra ở đây anh em đóng nội lực vào, có thể là nó nội công này nó sẽ đẩy lên khoảng tầm 90 hoặc 90k gì đấy. Cho nội lực vào đây anh em nha, có ngọc dư này, giảm kháng nguyên dư này. Trong kho xem nào, ở đây có một set này là set ngũ hành của ti này, là phun võ đang, cậu ấy vứt hơi lung tung, nhưng anh em hơi có nhìn nhá. Đó, cái xét này này vứt hơi lồng hoàng, có nhìn. Đâu rồi? Đây xét này là xét võ đang anh em nhá.
xem có đang 8x mặc vào thì nó có 35% nội công cơ bản. Để anh em nào build hướng nội, full nội, anh em phải build vào hướng đấy nhá. Ở đây là cũng có sẵn là điều văn, đây là mấy cái này là kháng độc này, kháng độc. Đây một cái uyển này, boss này. Aquadang này ngon đấy chứ. Đây cũng có một set hai thủ này, set này rất là nhiều set ở đây. Chí này, chí này. Đây là có thể là đi theo hướng có đăng chí cũng được anh em nha, có đăng chí này. Rồi nó chưa đầy đủ lắm nhưng hơi có nhìn nhưng mà mình nghĩ là đủ set đấy. Chí này, chí, chí. Rồi bên này thì sao, bên này có bốn thuộc tính này. Thì cái bốn thuộc tính đây ở đây ném vào đây một bốn thuộc tính này. Đó, bốn thuộc tính đây. Xe này ngon anh em nha, xe này ngon đấy. Bộ đang công được thì anh em thích một thuộc tính, hai thuộc tính hoặc bốn thuộc tính được. Một cái đề quyết này. Bốn thuộc tính mà anh em đi thì nên làm thì cái khuyên nữa là ngon. Còn nếu mà đi trí thì cầm cái búa đả nộ của U Minh ấy. Tuyệt vời vì búa nó có trí. Một cái long văn 80 nữa này. Có một năm nữa này. Thích già. Ok, nhìn chung là có mấy set đấy, anh em có thể view có đang công, có đang trí hoặc là full nội lực tùy. Còn một set nữa là bốn thuộc tính nữa. Còn dọc các ngọc kháng dư thì băng bảo độc đầy đủ. Đấy, băng này gần nhất rất nhiều kháng băng, kháng độc này. Đó, ok. Đấy, kháng độc này đầy đủ hết. Với cái giá 4,5 mà có trùng triệu mình nghĩ là khá ok rồi với ác này anh em nhé, khá ok. Có thể là cậu ấy đang cần tiền tiêu Tết hoặc là muốn đổi sang một phái khác nên là cậu bán giá này mình nghĩ là hợp lý. Hợp lý anh em nhé. Rồi bây giờ thì sẽ thử ra là khiêu chiến duyệt reset chỉ số này. Lâu lắm mình không sang hợp kiếm nên là không biết, tại vì khi lên anh em phải bấm lại dần cho reset chỉ số. Không lên lôi đài là bắn nó rất là còi, mấy lần trước không biết, lần ra là bắn nó hơi cùi. Rồi bây giờ bắn F1 này. Đấy, 24k, 18k, 22k. Ác này, ác điểm lãng này, né đang nó rất là cao đấy, né tận 45k đây này. Là ác này bắn lên cũng ác này khủng hơn nhiều ác kia mà. Thật ra test thì nó cũng không nó chỉ tương đối thôi anh em nhé. Chứ anh em nhiều anh em vào phán lại bảo là sao xịt nhiều thế này kia, nó phải tùy theo đối thủ nhá. Rồi bây giờ thử bạch hạc tuấn xí đi cho nào. Giá skin nào, thức tinh bụng nào, băng nào. Đấy, đam đây anh em nha. Đam với ác trên kiểu khủng hơn mình đấy. Ok, nếu mà anh em có thể chơi có thể là chuyển sang lưu tinh cản nguyệt này thì võ đăng khí hôm trước mình đã nói rồi đấy, có một clip riêng về võ đăng khí rồi, anh em nào cần thì có thể xem lại trên kênh anh em Gaming TV nhá, có thể lưu lại đi. 4/5 với cái ác này rất nhiều ngọc dư và đồ, mình nghĩ là ngon, ngon nhá. Anh em nào mua thì có thể liên hệ dưới phần mô tả nhé. Dưới phần mô tả có tất cả những thứ anh em cần. Reset skin phát cho nào, chuẩn phát nữa sao. Không reset skin rồi. Chủ ác này có thể là lâu lắm không chơi cho bạn bè mượn ác, đâm ra là skin nó ném lung tung. Ok. Rồi, đấy.